Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trong bức hình, Thái Trinh và chàng trai này dành cho nhau ánh mắt cùng cử chỉ rất thân thiết. Mới đây, Thái Trinh bị bắt gặp đi chơi cùng một chàng trai lạ tại một club ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dù cả hai diện trang phục rất đơn giản nhằm tránh gây chú ý cho mọi người xung quanh nhưng vẫn bị khán giả có mặt tại đây ghi lại khoảnh khắc tình tứ. Trong bức hình có thể thấy, Thái Trinh và chàng trai này dành cho nhau ánh mắt cùng cử chỉ rất thân mật. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện cùng một chàng trai lạ mặt hậu chia tay quang đăng nên không khỏi khiến công chúng thắc mắc. Tuy nhiên, về vấn đề liệu Thái Trinh và chàng trai này có mối quan hệ trên mức bạn bè hay không hiện vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng giải đáp. Hình ảnh Thái Trinh thân thiết bên một chàng trai lạ mặt được ghi lại mới đây. Hiện phía Thái Trinh vẫn chưa có phản hồi gì về đồn đoán từ công chúng về mối quan hệ hậu chia tay quang đăng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.